con ca sĩ Sang Sang. Con số gì ra, con số gì ra, con số gì lên là con số gì. Một chân lên lớn cho người đẹp Cẩm Nhung. Con số gì kinh là con số gì kinh. Lâu tàu lâu tàu quý bà và quý cô, hãy nghe mà cho kỹ đừng suy mà đừng. Một chân lên thật lớn cho người đẹp ẩn ẩn tôi nè. Lần đầu tiên đến với Sài Gòn Tân Thời mà trong vai trò là giám khảo đó, thì anh có cảm giác như thế nào khi mà em mời anh ngồi trắng lô tô? Lời đầu tiên thì cho phép cô Huy Vũ gửi đến đại gia đình khán giả yêu thương của Sài Gòn Tân Thời một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Cảm giác thì có lẽ là nói không hoa mỹ là thực sự là đi hát rất là nhiều nơi, nhưng mà khi mà trở về với Sài Gòn Tân Thời thì cái cảm giác nó hồi hộp tăng lên gấp bội, tại vì đứng kế Quyền này cũng như là Lộ Lộ cũng như tất cả mọi người ai cũng rất là nhiều cái thần thái về nghệ thuật của tổ nghiệp cho hồi hộp rất là nhiều. Mong là gia đình sẽ dành cho anh em nghệ sĩ chúng ta một tràng vỗ tay để lấy bình tĩnh hơn, để thật là chiến đấu cho đêm nghệ thuật hôm nay thiệt là thăng hoa, được không ạ? Có thể là một tràng vỗ tay thì to hơn được không ạ, vị ơi? Cảm ơn ạ. Anh Kim Khương Huy Vũ, kính thưa quý vị, và tại sao mà em lại mời Khương Huy Vũ ngồi vào cái ghế giám khảo khách mời đêm thứ hai, đêm thi trực tiếp với khán giả Sài Gòn Tân Thời? Vì sao thưa quý vị? Vì đây là một trong những ca sĩ mà khi phát hành MV Lô Tô nào cũng triệu view hết quý vị ơi.
rất là xuất sắc nha, và em cũng rất là vui và hạnh diện khi được góp mặt trong những MV đó. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và ngay bây giờ chắc có lẽ là mình thi luôn đi. Mình thi luôn, nhưng mà trước khi thi thôi mình phát bài rằng rodai cho bà con mình nó máu lửa hơn chút xíu, rồi mình sẽ chấm thí sinh, cho thí sinh bớt rung anh ha. Em xin cảm ơn anh một lần nữa đã nhận lời đến với tối đêm nay. Chút xíu nữa bắt đầu em chào ban giám khảo, là hy vọng là anh sẽ giúp đỡ và ra và bắt đầu mọi người chấm sau 3 vòng khởi động. Thank you, cảm ơn anh rất nhiều. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng loại đầu tiên của tối ngày hôm nay với sự hỗ trợ của hai giám khảo còn lại kèm theo những thành viên của Sài Gòn Tân Thời. Trong khi đó những thành viên của top 10 top 6 tối đêm nay sẽ phục vụ vé cho bà con cô bác nha. Và trong khi phục vụ có điều chi sơ sót, rất mong quý vị sẽ lượng thứ bỏ qua, bởi vì các bạn vẫn là thí sinh chưa phải là thành viên Sài Gòn Tân Thời nên có nhiều khi là các bạn cũng chưa có thích nghi kịp đó quý vị nha. Đó, hồi nãy là tôi thấy thí sinh mà làm quá bà Hằng Nga tôi rất sợ rồi đó. Ngay bây giờ vòng lễ đầu tiên, ai có biết trên tay dạ thú má mình sẽ có bắt đầu do số của gì anh tiêu luôn nha. Mấy chị đi xuống thì sẽ quẹo lên đây cho em luôn quý vị, và ngồi sát đây cho em nha. Hey! Mấy chị đi xuống thì sẽ trở lại đây, trở lại đây mà nghe tiếng số mấy. Chị ra mấy, chị ra mấy, chị ra mấy, chị ra. Lăng lăng mà nghe tôi kêu con cậu ra. Chưa có nhé chị, chưa có tâm, chưa có tiền, chưa có thói tiền. Bà đủ trăm đây, đừng quên đầu mắt cho con cái kè vậy. Mấy chị đi xuống thì ra mấy, chị ra mấy, chị ra. Ai ai? Ai còn vé, còn cười vé bên đây nè, sao đang cười vé đây nè. Sang sang. Hey! Mấy chị đi xuống thì ra mấy, chị ra trở lại đây. Trở lại đây mà nghe tiếng số mấy. Chị ra mấy, chị ra mấy, chị ra mấy, chị ra. Ai mua sầu riêng, có ai mua sầu riêng. Vui lòng xin ghé quán em. Em đây bán trái sầu riêng nhiều nhẹ, không bán tình duyên. Qua đường xin chơi dấn dương, để em cậu bán sầu riêng 50 nguyên. Nguyên 50, con 50, con 50 số đầu tiên. Con 50, con 50, con 50, con 50 số gì đây? Mấy gì ra mấy, 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 gì đây? Mấy gì ra, 10 gì ra, cái 10 gì ra, cái 10 gì ra. Bước xuống ruộng sâu lòng sầu mà vắng nhà. Tại ơn có mà nước mắt mà hai. Đi đi mây, đi đi mây, đi đi mây, đi đi số, đi đi. Ra mây thương sông như cá, vì chúng thương sông lòng ngọn đầy cờ như suối liên quy. Mong đôi đầu chưa thương, tài tử sinh sinh tư thêm thương. Mong đôi khi cùng ai, con số này, con số hai, con số hai, con số hai phát hành em đi thì chịu đi mà hát có được không? Hay là cho một chuyện khác. Mấy chị đi xuống thì ra mấy, chị ra mấy, chị ra. Mấy chị đây mấy, chị ra mấy, chị đi xuống chị ra. Năm chị ra năm, chị ra năm, chị ra năm, chị ra. Mắt ngài ơi xin đừng đi nhé em. Mắt ngài ơi xin đừng xa cách tôi. Dù cho ngày tháng có đi qua, còn những con mang tươi đến thôi mãi nơi đây. Mắt ngài ơi xin đừng đi cha cha. Hát bằng lê đô đê mát cha cha. Làm ta buồn hát cha cha. Em đi về nơi xa, anh đi về nhỏ người.
một lần, một lần đã trọn vẹn ái ân với anh. Em mới là người tình trăm năm. Còn mười lăm, có 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 mười lăm số gì đã mười gì đây, mười gì đã mười gì đã mười gì đây. Số gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây, mùi gì đây, mùi gì đây. Nhẹ nhàng nhìn nhau, nhẹ nhàng nhìn nhau, nhẹ nhàng nhìn nhau. Mắt buồn lệ tràn từ đây xa cách, thôi còn ta trong tay nhau. Từ giá hôm qua em đi chung xa, nghe lại nơi này giá đi nhẹ lên đường. Phải ra đi, cho đôi mình xa nhau. Em đi về nơi nào, anh đi ngoài gió mưa ta đành xa. Còn 18, còn 18, còn 18 đó, còn 18, còn 18, sáu mươi giờ hơn xin lỗi xin dừng. Và cái bây giờ bắt đầu phục vụ dòng đợi tiếp theo cuốn chiếu thật là nhanh để chúng ta sẽ đến cái đêm thi tối đêm nay. Và có một vài công tác chuẩn bị thì Lộ xin nhắc với tất cả quý vị luôn, vì đoàn sẽ thu hình và phát lại, cho nên rất mong khi mà thi tuyển đó quý vị, tới phần thi quý vị vui lòng và hỗ trợ giùm cho em là đừng livestream quý vị nha, cũng đừng quay phim chụp ảnh lại. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Rồi ngày bây giờ có 18 thì kia qua có 120, có 2, số 3, số 3, có 3, 50, có 4 và 1876 hợp lệ. Xin chúc mừng em gái nha, vòng lời đầu tiên. Rồi em quẹo qua đó lấy quà chị đi mừng. Kính thưa quý vị, và tối đêm nay chúng tôi nhận được sự đồng hành từ nhà tài trợ Phi Tiết Thẩm Mỹ Viện Đài Hàn. SK Time sẽ tặng cho top 6 của chúng ta, người mà đọc giải gọi là dứt tuần đó quý vị, một cái đồng hồ hiệu kèm theo voucher 1 triệu, ngoài ra 1 triệu đồng tiền mặt từ Sài Gòn Tân Thời nữa. Với tất cả quý vị khán giả tham gia tham dự thì quý vị sẽ có 4 dòng loại đặc biệt, mỗi dòng nhẹ nhàng 5 phân chơi quý vị. Và vé của từng vòng loại quý vị đừng bỏ nha quý vị nha, nếu mà không may mắn quý vị lọt ra mặt sau. Lọt ra mặt sau giùm em, ghi tên và số điện thoại vô, cuối giờ bổn đoàn sẽ gom lại, bỏ vô một cái thùng thăm. Và hôm nay sẽ không có vé tặng là thứ nhất, cũng không bốc thăm trúng gấu, mà chúng ta sẽ trúng bao lì xì và nhỏ nhất luôn là 500 quý vị nha. Cho nên quý vị phải giữ vé tới cuối chương trình nha quý vị nha. Lọt mặt sau ghi tên và số điện thoại mình vô quý vị ha. Trời ơi, mẹ hàng Nga bắn giá ngữ dữ vậy mày á. Trời ơi, sắm tuồng quá sắm. Rồi sau 3 vòng loại khởi động, 4 đoàn sẽ bắt đầu sổ số thật là nhanh, thật là lẹ. Và chúng ta sẽ đến với đêm thi diễn tối đêm nay của top 6 tiếp theo. Rất là mong khi mà tất cả các bạn thí sinh bước ra sân khấu thì quý vị cũng sẽ dành những tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ cho tất cả các bạn ha. Đó là niềm động lực khi mà các bạn đứng lên sân khấu. Và ngay bây giờ vòng loại tiếp theo, anh với chân tay hướng mắt về sân khấu bắt đầu do số gì ơi. Mấy gì đi xu gì đã chế bên đây luôn nè, hai chế nè. Mấy gì đi xu gì đã, mấy gì đã trở lại đây, trở lại đây mà nghe cứ số mấy gì đã, mấy gì đã, mấy gì đã, mấy gì đã, mấy gì đã chế bên kia luôn không ơi. Mấy gì đi xu gì đã, mấy gì đã, mấy gì đã, mấy gì đi xu gì đã, mấy 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 gì đi xu gì đã, mấy gì đã, mấy gì đã, mấy gì đã. Ai chưa có chế dòng lời này, giơ tay lên cái từ chậm lần, giơ tay lên cái từ chậm lần, giơ tay lên mấy gì là,
biết ta đón nhận quả cải còn xinh. 59, 59, 59, 59 ai đưa ẩn ẩn 100 mua vé dẫn lại tiền thừa. Bảy gì đã 59, 59 số gì đã 4 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 gì đã phần số. Kính thưa quý vị, và con số may mắn 13 là con số độc giải. Và ngay bây giờ xin chúc mừng trên ba mình nha.
Dạ rồi, 13 chu kỳ qua có 1, 29. 29 có 2, 38. Có 3, 59. Hợp lệ chủ nhân đầu tiên, dạ anh cầm vé lên trên giùm em. Dạ, anh cầm vé lên trên. Còn ai may mắn được giải nữa quý vị? Dạ đây rồi, chúc mừng con gái nha. Rồi, con số may mắn 13 có 1, 4, 33 có 2, 41. Có 3. Dạ 59. Hợp lệ. Dạ xin chúc mừng con gái nha. Trong trường hợp kinh trình thì con lên trên đó con nhận banh từ cô Quyền ha. Ai bóc được banh số lớn hơn người đó tới số nhận quà. À con nữa hả? Trời bánh bèo em hơn quá vậy. 13, 29, 38 và 59 hợp lệ chị ơi. Hợp lệ. Ok chúc mừng bánh bèo. Còn bánh bèo nữa kìa. À, kinh cá rạp vậy má. Rồi 13, 33, 41, 59 hợp lệ. Hợp lệ. Thưa quý vị và xin nhắc với tất cả các bạn thí sinh, sau khi mà kêu chừng một con số thì quý vị đem vé vô trong nha. Bán hết hay không cũng mang vô cho ban tổ chức kiểm tra lại. Anna ơi, Anna, bà tiết chế đó, bà nội ơi, xuất sổ đổ tháo cho mà múa quá. Rồi, cái đúng quý vị và ngay bây giờ là chuẩn bị cho vòng thi đầu tiên, cho nên rất mong sau vòng loại này thì quý vị nhớ cổ vũ cho tất cả các thí sinh quý vị nha. Rồi, ngay bây giờ. 49 nè. Quay bạn đây, bán cái chết giật. Alo. À, đi bán vé đi, đi bán vé đi. Má má 11 trả lời phỏng vấn nhẹ nhàng má nha. Bà thử mít hầm lồ nguyên con đàn ông vậy. Rồi cái đúng quý vị và ngay bây giờ dòng loại tiếp theo. Rất mong quý vị sớm hộ nhiệt tình cho bốn đoàn. Và ai có vé trên tay vòng loại thứ 3 và loại khởi động. Hướng mắt lên sân khấu cho bị do xấu nha. Mấy chị đã xuống, chị đã mấy, chị đã trắng, chị đã xuống, chị đã mấy, chị đã. Mấy chị đã, hai chị đã, hai chị đã. Hai chị đây, cái hai chị đã, hai chị đã. Hai chị đã, cái hai chị đã. Nhớ khi xưa là nhau, chung hàng rào nói chuyện tào lao. 26, 26, 26, vô. 26, 26 số, chị đây mấy, chị đây mấy, chị đây con số, chị đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không anh nào nào thuyền đưa ta đi đến nơi lắng nghe hàng sao buồn qua. Rồi, nghe bây giờ xin mời. Dạ, anh Tân bước lên sân khấu nhận thưởng cho chị em nha. Hả? Dạ, 51 chị kêu qua. Có 1. Dạ, 33. 33 có 2. 26. Có 3. 19. Hợp lệ. Hợp lệ, coi may mắn chị thử lên sân khấu nhận thưởng cho chị em quý vị ơi. Còn nếu không trao quà thì mọi thắc mắc thứ nào thì sao không giải quyết quý vị nha. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phiên thi tiếp theo của Miss Lotto mùa thứ hai. Em rất là mong quý vị và đi sang thế trẻ đó quý vị, và mang ghế vô ngồi sát phía đây luôn giùm em được không quý vị? Có ai không ạ? Dạ, có ai đi sang thế trẻ và ngồi sát vô đây xích vô giùm em chút xíu được không ạ? Dạ, để quay hình cho nó đẹp hơn đấy, không có gì ạ. Rồi một cái nữa đó, quý vị thân mến, đặc biệt là các bạn thí sinh chú ý nha. Do là máy quay có quay khu vực này cho nên quý vị bán vé khu vực này đánh danh rút gọn và không che chắn cái phần nhìn của máy quay nha. Rồi kính thưa quý vị, và ngay bây giờ chương trình Miss Lotto mùa thứ hai đêm thi, tập này là tập 3 thưa quý vị, và 6 thí sinh tiếp theo sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Thì trước khi thi đó, luật cũng xin phổ biến luật như thế này: mỗi thí sinh sẽ có một phòng thi diễn, có nghĩa là các bạn phải kêu số cùng với hai người phụ diễn của Sài Gòn Thân Thời hoặc là ba người, và thêm đó là một phần thi diễn tài năng cá nhân nữa, có thể là một bài hát tự chọn, một bài múa hay là một bài drag queen tùy các bạn. Nhưng mà phần kêu số thì các bạn phải solo cùng với hai thành viên của Sài Gòn Tân Thời quý vị ha. Song song đó chúng tôi còn chấm điểm phong cách trình diễn, lôi cuốn khán giả khi mà dẫn chuyện nữa, cho nên rất mong quý vị và sẽ cổ vũ cho tất cả các thí sinh thật là nhiệt tình. Quý vị nhớ giùm em, và sẽ có 4 vòng loại đặc biệt, và mỗi vòng loại em cũng sẽ tặng quý vị sơ 5 phong thôi, để coi như là quà may mắn quý vị để ủng hộ với Sài Gòn Tân Thời ha. Cho nên rất mong quý vị sẽ ủng hộ nhiệt tình. Và vòng loại đặc biệt thì 20.000 đồng một vé, vòng loại thường là 10.000 đồng một vé quý vị nha. Rồi, ngay bây giờ chắc có lẽ là không còn gì bằng, chúng ta sẽ chào đón sự trở lại của bộ 4 giám khảo Lolo Lan Kim Quyên.